thấy anh nói uy tín với cái này em thích, em lên coi mấy tháng nay em cũng thích cái này lắm. Phối tông màu là đen nâu, coi như là keo chỉ là zin, vô lăng đẹp, nhập Indo luôn nhanh. Keo chỉ là nguyên zin mà nó có lỗi không như em tả. Tới đây em trả xe, trả đủ tiền cho anh. Mời anh chị cùng với em ha. Xe thì nhiều lắm, khi mà anh chị lên đây thì rất là nhiều xe để cho mình lựa chọn ha. Rồi hôm nay thì em giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe này là mới vừa về xong luôn ha. Cái dòng này thì nó là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi mà rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây, Suzuki Ertiga ha, cho anh chị xem nè. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rất là ít. Cái này mà anh chị lấy về đi gia đình thì không chê vào đâu được ha. Chỉ có nếu mà đi ngoài đô thị có 5 lít thôi, 5 đến 6 lít, cao nhất là 7 lít, 8 lít ha. Tùy theo mình đi thôi. Thì xe này là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi, nhập Indo luôn nha anh chị nha, nhập Indo, đời 2020 chị, form dáng ha, cũng được chứ anh chị nha. Nhìn nó nói chung là form mới cho nên là nhìn cũng khá là thể thao, 2020. Và xe này thì bên em đang bán với giá là 405 triệu cho một chiếc 2020 như thế này. Đây, cho anh chị xem sơ bên trong một xíu nè. Ngồi cũng khá là thoải mái, vô lăng đẹp. Em sẽ để máy thử lên ha. Để nhẹ cái là nổ thôi. Ô đô thì xe này đi được là 81.000 ha, 81.000. Riêng cái nội thất bên trong này thì cái dòng Ertiga này thì nó thiết kế là gọn gàng, nói chung là không có màu mè ha. Do so với như Xpander thì Xpander sẽ đẹp hơn, còn cái dòng này thì nó sẽ thường hơn. Nhìn cái thiết kế nó rất là thường, nhưng mà có cái anh chị nào mà thích những cái dòng xe như thế này thì có thể là chọn. Thì có hai đầu số anh chị có thể là liên hệ trực tiếp ha, 077-5522 hoặc là 0988-154 ha, sẽ có nhân viên tư vấn và gửi hình. Máy có 1.5 cho nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, và thứ hai là nhập Indo, đời 2020. Có màn hình, có cam gia đầy đủ hết nè ha. Và cái chất xe thì xe gia đình ha, cho nên là anh chị nhìn nè, từ cái tấp bi cho đến là sùng chỉ là nguyên zin hết, nguyên zin không lỗi ha. Cái nước sơn bên ngoài này là nước sơn zin còn khoảng chừng là 70-80% ha. Chỉ có là những đầu nè, hai cái cạn đầu đít nè là dễ chạy xước nhất, cho nên là không thể nào thoát khỏi ha. Còn mấy cái cánh cửa này như thế này, nó có xước thì bên em cũng đã làm lại cho bóng đẹp hết rồi, cho nên là những chiếc xe về tay em thì bên em sẽ xử lý ha. Anh chị chỉ có việc lấy về và đi thôi. Còn riêng tấp bi nè, chị thấy tấp bi không? Cái này là thiết kế tấp bi phối màu bên trong là màu đen ha, màu đen. Ghế thì ghế da nâu. Nên có một cái dàn lạnh phía sau này, dàn lạnh phía sau. Ngồi phía sau này cũng khá là ok, khá là mát. Nhưng mà có cái là nhược điểm dở của chiếc xe này là hàng ghế sau cục. Đó, cái nhược điểm là rất là dở, là có cái là rất là chật. Nhưng mà cái tướng em ngồi thì chỉ có ngồi cho có thôi, chứ thật sự là chỉ có khoảng chừng 12 tuổi, 10 tuổi thì ngồi nó thoải mái thôi, chứ còn rất là chật. Còn cái hàng ghế sau đó, mình bước xuống á thì mình sẽ mở đây nha anh chị nha. Đây là mình đi vô. Anh chị nhìn những vỏ xe nữa ha. Nói chung là vỏ xe còn khoảng 70% thôi. Mâm thì mâm đúc. Rồi đây, về phía sau đuôi xe thì anh chị thấy cái tổng quan phía sau nè, thì thiết kế cũng khá là trẻ trung nè anh chị nè. Nha ông đèn ha. Suzuki, biển số thì là 62, bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Anh chị chỉ cần về là nhập ra tên. Thường như bên em là nhập mấy xe này khoảng chừng là 7 đến 8 triệu tùy theo. Anh chị thấy bên trong không? Từ trần đến ghế. Nói chung là được lên 5D hết rồi. Phối tông màu là đen, đen nâu thôi. Còn đây là có bị tì tay. Bên dưới này thì sẽ là học để đồ. Này. Còn trong này thì sẽ là đồ nghề nha anh chị nha. Đồ nghề.
về phía đuôi xe thì em cũng cho anh chị xem cái phần keo chị luôn ha. Những cái xe mà đời cao như thế này á, là phải xem rất là kỹ, nên là không thể bỏ sót. Ví dụ như là đâm đụng ngập nước là sẽ không có ha. Ốc này cốt này chưa có dấu tháo luôn. Em sẽ quay rất là kỹ cho anh chị, có thể là ở xa ha, chốt cọc lên em sẽ giao tới tận nhà cho anh chị. Chị khỏi cần lên luôn ha. Còn mang xe mà tới nơi mà không đúng tạ thì em sẽ cho xe quay về, không mất 1.000 tiền phí của anh chị luôn. Xung quanh anh chị thấy rồi đó, là coi như là keo chị là zin. Đây, còn phía bên này nói chung là bốn cánh cửa thì nó đều như nhau hết, và chủ trước thì cũng đã dán 3M hết rồi nè anh chị nè, cho nên là về mình khỏi cần phải làm ha. Ghiến lên xuống thì khỏi nói rồi, rất là nhẹ nhàng. Đây, keo chị nè anh chị nè, như zin sát xuống dưới đáy luôn ha. Đây, cánh cửa phụ. Anh chị mà lên xem xe ha, có thể cứ test thoải mái. Đây, tắp bi nè. Và xe thì được trang bị là hộp số sàn. Thiết kế bên trong đó, anh chị nào mà thích những cái dòng xe số sàn thì đây là một sự lựa chọn ha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần máy, cái phần động cơ, và em sẽ bật luôn cái dàn đèn lên ha. Đèn này là nó xài đèn bi rồi nha anh chị. Đèn rất là sáng ha. Cái dòng này nếu chưa có đèn gầm thì nếu mà anh chị thích thì mình sẽ lên một cái đèn gầm ha, rất là đơn giản dễ lên thôi. Này máy, đó, anh chị thấy đó, máy 1.5 nổ rất là êm. Máy móc thì bên em sẽ thay nhớt mới hoàn toàn cho anh chị, và thứ hai sẽ bảo hành máy cho anh chị trong vòng 3 tháng, anh chị cứ yên tâm ha. Đây, chỗ này bên này nó có một cái số sườn, nó nằm đây, số sườn dàn đầu, như ví dụ như đây nè anh chị nè, là cái ốc này chưa có dấu tháo nha, chưa có tháo ha. Keo chị là nguyên zin, keo chị là nguyên zin. Đây, keo chị nguyên zin. Anh chị nhìn ha, và những cái dòng xe mà đời cao như thế này á, thì cái gầm bệ thì anh chị yên tâm ha. Bên em đã kiểm tra rồi, gầm thì không có xét, không có mục mọt gì hết, thì anh chị khỏi lo. Anh chị cứ tới anh chị xem chạy thử, và có thể là qua bên kia bên em sẽ nâng gầm lên cho anh chị xem kỹ hơn. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Anh chị nào mà thích những cái dòng xe như thế này thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em. Với lại cái form này nè, nó nhìn nó sang, nhìn nó cũng đẹp. Hai xe này sao anh cứ nói sơ cho em. Nói chung là cái màu thì nó khác nhau thôi, chứ còn từ máy móc này cho đến là xe là coi như là không có đâm đụng, không ngập nước đó, vậy đó. Còn bảo hành máy móc là bảo hành 3 tháng tại cửa hàng. Quan trọng là thích cái màu nào thôi. Với lại tí xíu nữa em sẽ cho chạy thử. Hôm nay chờ bà xã đi xem xe thôi. Dạ.
Đấy em coi đi, hai chiếc, có hai chiếc, hai chiếc màu hai màu nè. Thì nói chung là thấy anh quay kênh của anh nói uy tín với cái là em thích, em lên em dạ. Chứ em đâu biết coi xe đâu, nếu xe quan trọng là cái người bán thôi, chứ người bán có thật lòng hay không thôi. Tại vì thấy anh quay anh nói là bên anh là cam kết mấy cái xe, nói chung là rõ ràng. Vâng. Dạ. Nếu mà anh chạy về ha, mà ví dụ đi test mà nó có lỗi như không như em tả thì tới đây em trả xe, trả đủ tiền cho anh, không có suy nghĩ. Xe này giờ đi 100 cây và bao nhiêu lít anh? Cái dòng này là máy có 1.4 cho nên nó khoảng chừng 6 đến 7 lít. Nếu mà đi đường trường á, đi đường dạng như đường trường không á, thì nó khoảng chừng 6 lít thôi. Tiết kiệm nhỉ. Mấy là mấy dòng đời mới này mà các bạn này là bạn cao nha, titanium bạn cao nhất. Xe máy này là chưa có hút bụi đúng không? Chưa, chưa để vài cái riết nó bụi nha. Với lại mấy cái dòng máy này nè, ít khi nào rửa lắm. Mình chạy để ở đây lá cây rớt rớt tới giờ. Mà khi một khi mà em giao anh đó là tẩy rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi mới giao. Thứ hai là nhớt nè, thay nhớt mới hoàn toàn. Về chỉ có việc đi thôi. Đấy, cái phòng xe nó cũng cao ráo, nó rộng, nó thoáng. Yeah. Em coi mấy tháng nay em cũng thích cái này lắm. như em đây em nhìn nó còn thích rồi mà, tại vì nhìn cái mẫu mã nó đẹp. Vâng. À, với lại nhà mà có như là cỡ 4 người làm đi xe này là nó vừa. Dạ. Được khách hàng tin tưởng ở xa tới xem xe rất là mừng và vui. Nói chung là phải chọn cho những cái xe mà tốt mà, ví dụ như những xe này máy móc rất là êm và cái form dáng thì nó đẹp nữa, cho nên là được nhiều người thích. Các bạn này là bạn titanium, bạn cao rồi. Bây giờ thôi, em xin chào và hẹn lại anh chị những video tiếp theo. Bye bye.